Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương. Vào tối ngày 15 tháng 6 năm 2022, chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Và ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở giao lộ Lê Lợi cắt với Nguyễn Huệ. Và phía trước mặt của chúng ta đang là khách sạn Rex. Có cái vương miện đang quay đó. Còn ở phía xa kia đang là Ủy ban Nhân dân thành phố. Cái hướng phía bên tay trái theo cái hướng mà Tuấn Dương đứng ấy, đây là đường Lê Lợi, và hướng này thì chúng ta sẽ đi về khu vực vòng xoay công trường Quách Thị Trang. Trước mặt cô chú anh chị đang có rất là nhiều những cái chiếc xe đạp. Những cái chiếc xe đạp này thì được sử dụng để cho thuê. Chỉ cần cài một cái app, sau đó nạp tiền vào và chúng ta sẽ quét cái mã số ở trên cái xe và nhận xe đạp rồi di chuyển. Xe đạp thì được tính tiền theo giờ. Con đường Lê Lợi này bị rào chắn suốt nhiều năm. Bây giờ thì đã có một số đoạn được hoàn thiện và trả lại cái không gian để cho mọi người đi lại. Tuy nhiên thì để mà xong toàn bộ cái khu vực con đường Nguyễn Huệ này thì dự kiến là sau ngày 2 tháng 9 mới xong. Phía trước mặt của bác anh chị đó, chỗ mà có nhiều những cái chiếc xe máy đang dựng, đó là ngày xưa là bùng binh cây liễu. Khi mà xây dựng cái tuyến tàu điện ngầm metro Bến Thành Suối Tiên thì người ta đã phải phá bỏ cái bùng binh cây liễu này. Bây giờ thì người ta cho xây dựng lên một cái đài phun nước hình bông hoa sen cũng rất là đẹp. Còn phía trước mặt của bác anh chị kia đang là nhà hát thành phố. Ở đây nếu như mà ai mà đi qua đường đó thì chúng ta bấm cái nút ở chỗ đây này, đó, phía trước mặt này, bấm vào và nó hiện lên cái thông tin đèn tín hiệu thì chúng ta sẽ băng qua đường. Rồi, bây giờ Tuấn Dương sẽ mời cô bác anh chị chúng ta cùng với Tuấn Dương đi một vòng. Thì ngày hôm nay mình sẽ mời cô bác anh chị chúng ta đi từ khu vực phố Nguyễn Huệ. Chúng ta sẽ đi một vòng ra vậy là có một em chắc là đi xe máy mà không có chấp hành luật giao thông đã bị cảnh sát giao thông xử lý. Đây, chúng ta sẽ đi bộ qua bốc khách sạn Rex. Các bạn có thể thấy là mọi người dựng xe ở sát với lề đường, sau đó thì ngồi chơi, ăn uống, vui chơi. Ngay khúc này là các bạn có một cái lối đi xuống ga tàu điện ngầm. Giờ chúng ta sẽ đi qua đường nhé. Thương hiệu Chanel. Đây, khách sạn Rex. Các cái túi
Chanel rất là đẹp. Đấy, và khách sạn thì bây giờ vẫn có cái thông báo là vẫn kiểm tra nhiệt độ và khai báo y tế này. Các cái túi Chanel rất là đẹp, những cái túi này giá trị cao, trị giá nhiều ngàn đô la. Đấy, những cái chiếc túi, rồi những các cái đôi dép Chanel không thể để giá. À, những cái chiếc túi sách nhìn rất là đẹp này, những cái túi này trị giá nhiều ngàn đô la Mỹ. Nhiều khi không có tiền thì chỉ đứng ngắm rồi các bạn ơi. Ở đây còn là cái bối cảnh để nhiều người tới chụp hình. Đây, một cái thương hiệu đồng hồ cũng rất là nổi tiếng này. Rồi, đồ trang sức. Mình nhìn thấy là nhẫn này, lắc này, rồi dây chuyền. Rồi, mời cô bác anh chị chúng ta đi tiếp nhé. Nhìn mấy cái đồ mắc tiền này, mình thì cũng không có tiền mua và cũng không có cái nhu cầu. Đây, phía trước mặt cô chú anh chị là tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố này. Và đây cũng là cái cửa chính của khách sạn Rex. Đây cũng là một cái khách sạn 5 sao. Tuy nhiên thì ở khách sạn này đó là về cơ sở vật chất thì không có đẹp bằng khách sạn mà lát nữa thì Tuấn Dương sẽ giới thiệu cái khách sạn đó. Thì trước thì Tuấn Dương có người bạn về ở khách sạn này thì anh chị cho rằng là đồ ở khách sạn này cũ và không được sạch sẽ thơm tho. Rồi lát xíu Tuấn Dương sẽ giới thiệu một cái khách sạn khác để cô bác anh chị chúng ta tham khảo. Rồi, đi ở phía bên trong này. Chúng ta sẽ đi bộ ra đường Lê Thánh Tôn. Rồi, khúc này thì cô bác có thể thấy cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố nhìn rất là đẹp, lung linh luôn. Khu vực này thì rất là sạch sẽ, người và xe lúc nào cũng đông tấp nập như vậy. Đây, Tuấn Dương sẽ quay toàn cảnh cái tòa nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày xưa là tòa đô chánh đó các bạn. Cây nhìn rất là đẹp nhé. Đây đang là góc của đường Nguyễn Huệ cắt với đường Lê Thánh Tôn. Rất là nhiều các cái vị khách người nước ngoài khi mà sang Việt Nam đó là họ rất thích ghi lại những các cái hình ảnh ở khu vực phố Nguyễn Huệ, và đặc biệt là cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố này.
rất đẹp phải không các bạn? Gần như là các bạn thấy ở đây xe đi không có ngừng nghỉ. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi qua đường và đi vào con đường Đồng Khởi. Đây, nếu mà cái khúc này đó chúng ta đi bộ thì các bạn có thể đi cái lối phía trước mặt này. Tuy nhiên thì ở Việt Nam cái khúc này đó nó cũng không có cái đèn tín hiệu, nên là chúng ta cứ nhìn xe mà đi thôi. Và đúng ra theo luật thì các cái phương tiện sẽ phải tránh người đi bộ, nhường đường cho người đi bộ. Tuy nhiên ở Việt Nam cái việc mà nhường đường cho người đi bộ là một cái gì đó rất là xa xỉ, nên là chúng ta thôi cứ đi một cách từ từ. Rồi, đã qua được đường rồi các bạn ơi, rất là mừng. Ở đây các cái chậu hoa này thường xuyên được thay mới và chăm sóc, nên là lúc nào cũng có hoa tươi đẹp. Đây nó như là một cái bộ mặt của thành phố các bạn. Đây, các cái cửa cũng mang những các cái kiến trúc cũ, nhìn rất là đẹp nhé. Ở trên những các cái họa tiết, hoa văn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái hướng này đó các bạn, là sẽ đi ra bến Bạch Đằng. Cái khách sạn mà Tuấn Dương nói là muốn giới thiệu với cô bác anh chị là cái khách sạn Times Square kìa. Nó cơ sở vật chất nó VIP hơn, nhưng mà giá phòng thì cũng mắc hơn. Mình nghe nói là trên đó thì có những cái phòng là trị giá 20.000 đô một đêm. Rồi, mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Chúng ta sẽ đi về khu vực ngã tư Lê Thánh Tôn, giao cắt với đường Đồng Khởi. Ngày nay là đường Đồng Khởi, còn ngày xưa thì tên gọi của nó là đường Tự Do. Vỉa hè ở đây các bạn được lát đá rất là đẹp, chống trơn, chống cả rêu luôn. Đây là một cái công trình kiến trúc tiêu biểu của Sài Gòn, và rất nhiều du khách ở nước ngoài khi mà sang Việt Nam đó đều muốn tới đây để check-in, chụp hình. Ở phía trước mặt đối diện với tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố đó là cái tòa nhà Unix Square. Rất tiếc là ở Sài Gòn không phải chỗ nào cũng có một cái vỉa hè rộng và không có xe dành cho người đi bộ như thế này. Rất là nhiều các cái tuyến phố khác đó thì vỉa hè lại bị sử dụng để xe, rồi để buôn bán, mà không phải là dành cho các không gian đi bộ. Ở phía trước mặt của bác anh chị là giao cắt giữa con đường Gia Long cũ với đại lộ Tự Do, ngày nay là đường
Đồng Khởi và ngày nay là đường Đồng Khởi và Lý Tự Trọng. Còn khúc này là vườn hoa công viên Chi Lăng. Thì bây giờ có mọc lên một cái tòa nhà của Vincom Center. Đây là giao lộ Lê Thánh Tôn cắt với Đồng Khởi. Đây, mời các bạn thấy coi những cái người khách nước ngoài khi mà qua đường ở Việt Nam nhé. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ mời các bác anh chị chúng ta cùng băng qua đường. Mình băng qua đường và có xe gắn máy rẽ phải nên là mình phải đợi. Rồi qua thôi. Đường Đồng Khởi cắt với đường Lê Thánh Tôn. Và đây thì còn có cái mã vạch để cho chúng ta tra cứu. Ở đây có những cái cửa hàng bán các cái đồ rất là sang trọng. Mình cũng không biết cái thương hiệu này là thương hiệu gì. Audemars Piguet. Không thấy khách nhưng mà đôi khi thì người ta vẫn thuê để trưng bày các cái đồ trang sức. Ngoài chúng ta có thể đi bộ vào cái hành lang này, nhìn rất là đẹp nha các bạn, nhìn cứ như là cung điện. Ở phía đối diện bên kia là thương hiệu Uniqlo. Đây là cái trung tâm thương mại Bắc Sơn. Trong thì mọi người đang mua sắm tham quan. Rồi, kế cái tòa nhà Bắc Sơn là khách sạn Continental Sài Gòn, một khách sạn cũng rất là đẹp. Và trong nhiều những các cái bức ảnh của Sài Gòn xưa thì mình thấy cái khách sạn Continental này luôn được xuất hiện. Nó gắn liền với rất là nhiều những các cái sự kiện lịch sử. Đây, chúng ta đang có mặt trước khách sạn Continental Sài Gòn. Rồi, kế đó các bạn là cái khách sạn Caravan, cũng một khách sạn 5 sao. Đây là cổng chính vào tòa nhà Unit Square. Hai bên là hai con voi, chắc là voi Thái.
khuôn viên ở đây thì mình thấy rất là đẹp. Khách sạn Continental Sài Gòn đó thì mình thấy nó có là 3 tầng lầu thôi, 3 tầng. Nhưng mà đây là một trong số những khách sạn cổ và đẹp được nhiều người lựa chọn. Nó có cái giá trị về mặt lịch sử. Rồi, mời cô bác anh chị cùng đi tiếp. Mình cũng rất vui khi thực hiện cái video clip này. Đây, trước mặt của bác anh chị là nhà hát thành phố. Ngày xưa nó là hạ nghị viện thì phải. Đây đang là góc Lê Lợi, cắt với đường Đồng Khởi. Sài Gòn nhìn rất là lung linh. Chiếc taxi màu xanh đón chở khách. Ở trước mặt của ba anh chị, đây là nhà hát thành phố, còn phía sau nó là khách sạn Caravan. Bây giờ chúng ta sẽ đi về giao lộ Lê Lợi, cắt với đường Đồng Khởi. Mình sẽ cố gắng là đi thật chậm thôi để chia sẻ với cô bác anh chị những cái hình ảnh mà mình nhìn thấy. Đây có cái xe buýt 2 tầng có tên gọi là City Shining Sài Gòn. Bên đây là cái tòa Ủy ban Nhân dân thành phố này. Cái đây là nhà thờ Đức Bà. Còn đây là cái tòa nhà hát thành phố ở sau lưng chúng ta đây này, các bạn nhìn kìa. Kia kìa, nó kia kìa. Đấy, người ta sơn các bạn. Thì chúng ta có thể mua vé để đi lên những các cái chiếc xe này và ngắm toàn cảnh của thành phố. Bên kia là một cái thương hiệu Louis Vuitton. Còn phía trước của nhà hát thành phố đó các bạn thì có một cái khuôn viên thảm cỏ. Buổi tối thì rất nhiều người ra đây để ngồi chơi, uống nước rồi trò chuyện rất vui. Đây mấy em này là bán vé xe buýt này. Đây và ngay ở góc đường này thì mình thấy có một cái xe bán dừa đó. Viên Lê Lợi, cái khúc này rất nhiều những các cái ghế đá, những các cái cục đá thì các đôi bạn trẻ ngồi tâm sự, vuốt ve âu yếm, sờ soạng nhau, thể hiện tình cảm. Ở nhà em
nay thì là không phải là cái buổi tối cuối tuần nên là khá vắng. Có những cái ngày thì ở đây rất đông, phải nói là rất rất đông. Đây chúng ta lại quay lại cái khúc khách sạn Rex hồi nãy. Đấy, cũng có nhiều bạn thì đang đứng để tạo dáng chụp hình. Đó, các bạn ấy ngồi ăn uống. Rồi cũng có những bạn thì không vào ngồi ở phía bên trong thì ngồi ở trên xe gắn máy đó, ví dụ như là hai người ngồi bấm điện thoại hoặc là hai bạn gái ngồi chơi ngồi trên xe đó. Rất nhiều những góc đó. Đó, hai bạn các bạn ấy chụp hình đến mới trên nón không biết City Tour Hồ Chí Minh. Rồi. Rồi, các bạn ấy tạo dáng chụp hình cho mình những các cái bức ảnh thật là đẹp. Rồi. Bây giờ Tấn Dương sẽ băng qua cái khúc đài phun nước. Buổi tối ở đây thì có nhiều chỗ chơi lắm các bạn, đi hóng gió hóng mát. Đây là khúc đài phun nước này. Mọi người ngồi ở trên cái ngồi ở trên cái thành hồ, đây tạm gọi là cái hồ nước đi. Rất nhiều khách du lịch, những gia đình đi du lịch tới đây chơi, một cái không gian rất là tuyệt vời. Đó, những người bạn gái chụp hình cho nhau. Đấy là các bạn nữ mà tới đây ăn mặc cũng rất là modern thời trang. Rồi, mời cô bác anh chị chúng ta sẽ đi hướng về phía bến Bạch Đằng. Tối thì đa số các bạn nữ thì thường mặc quần short, nó vừa mát mẻ và lại thoải mái. Đây, ở đây thì mọi người chơi các cái trò chơi nhót.
đây thì cũng có những cái người bán hàng rong với khá là đầy đủ nhiều món. Nhảy nhót rồi bán những các cái chóng chóng. Đây mình sẽ qua đây nhé. Tất cả những các cái khu vực ghế này, rồi những các cái vị trí bồn trồng hoa là đều rất là đông khách, đều có những cái người tới ngồi chơi siêu thị Circle K. Rồi chúng ta đang đi băng qua đường. Rồi những người bán hàng rong cạnh siêu thị. Đây đang là góc đường Nguyễn Thiệp cắt với đường Nguyễn Huệ. Đây, các quán cóc vỉa hè. Đó, rất là nhiều người ngồi nha các bạn. Mọi người ngồi chơi, nói chuyện, uống cà phê. Nhiều người nước ngoài sang đây thì họ cũng tạo dáng chụp hình gần cái cột điện, cột đèn. Rồi kế bên này đó các bạn là đây, mời các bạn đi tiếp. Đây những cái xe bán hàng rong là cá viên chiên nước mắm này. Rồi bán mực nướng này. Đó. Bán cho những người ngồi ở vỉa hè này. Đó. Buổi tối thì ngồi ở đây thì đa số là giới trẻ thôi các bạn. Bán bánh tráng nướng, bánh tráng trộn. Buổi tối này đa số mình thấy là lớp trẻ dưới 30, chừng khoảng các bạn trẻ khoảng 18 đến 25 là nhiều, 16 đến 25. Còn tầm lớn tuổi như mình là hơi ít. Đấy, có những người còn ôm nhau thì thầm. Bán kem Singapore, chè bưởi 35k. À,
khách sạn Palace Sài Gòn này. Mọi người làm thủ tục check-in này. Trước tự nhiên cũng có người bạn về đã ở đây. Nay thì mình định đi ra cái khu vực bến Bạch Đằng, nhưng có lẽ là xin hẹn cô bác anh chị ở một cái video clip khác, bởi vì đi cũng khá là mỏi chân, với lại cái video clip này cũng khá là dài rồi. Muốn chia sẻ những các cái hình ảnh về cuộc sống của người dân, những các cái khu vực ăn uống vui chơi. Thì thôi mình sẽ qua đường và tạm dừng cái video này đây. Tối này các bạn này, những cái chiếc siêu xe này. Có một chị bạn hôm nào mới hỏi Tuấn Dương là tại sao Sài Gòn người giàu thì cũng rất giàu mà tại sao người nghèo thì cũng nhiều thế. Mình cũng không biết trả lời sao nữa. Những người giàu thì họ cũng không chỉ cho những người nghèo cái cách nào để giàu hơn. Đấy, hướng này là chúng ta đi ra bến Bạch Đằng này. Nếu mà đi hết cái phố này chắc phải cả tiếng đồng hồ hơn nữa. Đó, các bạn gái mặc rất là đẹp nhé. Ở đây Tuấn Dương xin giới thiệu thêm là có những cái nhân tượng là các cái bạn sinh viên học đại học mỹ thuật ra đứng làm tượng bắp xào đấy, bán bắp xào, hột vịt dứa, hột vịt lộn, hột vịt dứa, trứng cút lộn, bắp xào đấy. Mọi người ta giao bằng loa nhé. Hột gà nước, hột vịt lộn, hột vịt dứa. Rồi, nhân tượng này. Ở đây thì có cả nam lẫn nữ đều làm nhân tượng. Mình đi qua đây thì mình cũng thích nhất cái tòa nhà của Hoàng Phúc này này. Tòa nhà của Hoàng Phúc này trang trí rất là đẹp. Đây là một cái thương hiệu chuyên bán giày dép và túi sách. Đây không chỉ có những cái bạn nam mà có cả những bạn nữ. Tùy tâm ủng hộ. Càng về buổi tối thì mọi người ra đây chơi càng đông các bạn ạ. Theo như mình thấy thì đa số là các bạn trẻ thôi. Hướng này là chúng ta sẽ đi thẳng ra ra bến Bạch Đằng. Đây là mốt là phụ nữ là cầm kiếm này, mốt là cầm kiếm chơi.
cách đây chừng khoảng một năm, khi mà có một người bạn ở Tuấn Dương về, thì anh này ở Úc đó, là rất lâu anh không về Việt Nam, thì anh hơi ngạc nhiên là cái thời của anh ấy là cách đây chừng khoảng 30 năm thì cứ buổi tối chừng khoảng 7-8 giờ là mọi người đi ngủ. Nhưng mà khi mà anh ấy tới đây thì anh cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì mới tức là tới 12 giờ thậm chí 1 giờ sáng mà vẫn có người ngồi chơi ở các cái công viên như thế này, và rất là nhiều những các cái địa điểm khác nữa. Các món ăn uống ngoài kia là công viên Bến Bạch Đằng. Ở cái Moran bây giờ là cứ áo 2 dây và quần short rất là mát. Mình thấy lúc này cái Moran nữa là chụp hình mới kiếm, không biết là có một cái trend gì đó. Nhưng mà thấy đi đâu các bạn trẻ cũng mua cái kiếm này rồi giơ lên đó. Mỗi người một thanh kiếm. Mình thì qua cái thời mà chơi đồ chơi rồi. Ngày hôm nay thì trăng rất là đẹp nhé. Hôm nay cũng là một cái ngày buổi tối nhưng mà đứng gió. À, cái trend bây giờ là cầm cái thanh kiếm. À, cầm thanh kiếm. Vơ. Gần tới khu vực Bến Bạch Đằng và công viên Bến Bạch Đằng rồi các bạn. Đây buôn bán thì mọi người bày bàn ghế ra, chung là cũng hơi bị cản trở. Đây, chúng ta sẽ đi sang khu vực công viên Bến Bạch Đằng nhé.
được làm mới.